đạo diễn MV của Bảo Thy lên tiếng phản hồi sau khi bất ngờ bị Tina Si tố đạo nhái. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, người thực hiện MV Lollipop của Bảo Thy, đã cho tuyên bố chính thức sau những lùm xùm đạo nhái MV nước ngoài đang gây xôn xao. Sau những lùm xùm đạo nhái cũng như bị nữ ca sĩ người Mỹ Tina Si tố trên trang cá nhân, mới đây ekip người thực hiện MV Lollipop của Bảo Thy cũng đã lên tiếng về điều này. Qua đó, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã chia sẻ: "Là một người làm MV, bản thân tôi hơn ai hết rất xem trọng từng chiếc xám và công sức của cả một ekip. Với MV Lollipop cũng không là một ngoại lệ. Là đạo diễn của MV, tôi không nghĩ sự việc này quá nghiêm trọng để sử dụng đến những từ xấu hổ hay đạo cả nguyên MV. Một việc tôi cần khẳng định ngay rằng mình và ca sĩ Bảo Thy đều rất hâm mộ ca sĩ Tina Si, đã theo dõi những sản phẩm của cô ta thường xuyên. Và chúng tôi xác nhận MV Lollipop chịu ảnh hưởng những cảnh quay ngoài biển trong MV Super Love của Tina Si. Nhưng chúng tôi đã thể hiện những hình ảnh đó bằng tất cả lòng tôn trọng của chúng tôi với ca sĩ chúng tôi hâm mộ. Từng hình ảnh chúng tôi cố gắng chỉnh chu cả về ánh sáng, góc máy lẫn thần thái. Nếu khán giả xem hết trọn vẹn, sẽ hiểu chúng tôi chỉ đi theo layout của Tina Si, nhưng chúng tôi đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, những cảnh quay ngoài biển được rất nhiều ca sĩ khai thác, và chúng tôi cũng là một trong số đó. Với tư cách một đạo diễn, Thư hoàn toàn có trách nhiệm bảo vệ tác phẩm của mình, cũng như nghệ sĩ mà mình hợp tác cùng. Bảo Thy trong mắt Thư là một nghệ sĩ cầu toàn và nghiêm túc." Được biết, trong buổi ra mắt MV vào ngày 16 tháng 12, chính nữ ca sĩ Bảo Thy cũng đã lên tiếng trước những lập luận thiếu cơ sở, quy chụp rằng cô tiếp tục đạo nhái MV nước ngoài. Cô cho biết mình tham khảo rất nhiều MV khác nhau và trong đó có Super Love của Tina Si. Bảo Thy không phủ nhận có chịu ảnh hưởng về hình ảnh trong một concept tại bãi biển của Tina Si, nhưng chỉ dựa vào đó để phát triển sản phẩm của mình.